về cấu trúc xã hội. Khí đột sống trong các nhóm được gọi là đàn. Mỗi đàn thường bao gồm một con đầu đàn, đó là một con được trưởng thành hay còn gọi là khí đột lưng bạc, cùng với nhiều con cái trưởng thành và đàn con của chúng. Tuy nhiên, có những đàn chỉ gồm những con đực. Một con khỉ đột đực trên 12 tuổi mới có lưng bạc và chúng được đặt tên vì mảng lông bạc đặc biệt trên lưng sẽ có khi trưởng thành. Những con khỉ đột lưng bạc sẽ có răng nanh to khi lớn lên. Loài khỉ đột có thể không cần uống nước. Khỉ đột núi có chế độ ăn uống linh hoạt và có thể sống trong nhiều môi trường sống khác nhau. Mặc dù cả khỉ đột núi và khỉ đột đất thấp đều đã được ghi nhận có uống nước, nhưng thực tế, khỉ đột hiếm khi uống nước vì chúng đã tiêu thụ khá nhiều nước từ thảm thực vật mọng nước và xương sớm. Những con đực trưởng thành cũng có xu hướng rời nhóm và thành lập đàn riêng bằng cách thu hút những con cái di cư. Tuy nhiên, những con khỉ đột núi đực đôi khi vẫn ở trong đàn cũ của chúng và trở thành thủ hạ của khỉ đột lưng bạc.